Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khu vực quận Sơn Trà gồm ông, bà Trần Thắng Lợi, Trần Lê Tuấn, Lê Thị Hồng Minh, Lê Phương Nguyên đã tiếp xúc cử tri phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nội dung chương trình của kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, đồng thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021, định hướng năm 2022 và kết quả giải quyết các đơn thư của cử tri trước đó. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri quan tâm về các vấn đề phát triển du lịch thành phố, đầu tư mái che cho diện tích tại nhà trưng bày Hoàng Sa, nguy cơ lây nhiễm dịch khi cách ly F1 tại khu nhà trọ, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Nam, đường Phan Bá Phiến, các tỉa cây xanh, vân vân. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo phường, lãnh đạo quận Sơn Trà đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền của phường, quận giải quyết các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp ghi nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố để thảo luận tại kỳ họp